78 chơi một vị tướng mà không phải là sở trường của anh ta, thì có thể lý giải được rằng đó là một pha thử đội hình đến từ bên phía của JT mà trong ván đấu đầu tiên. Ván đấu này tiếp tục Zik đã bị cấm đến từ bên phía Weibo và Aatrox vẫn đang được hở ra cũng như là Sena, nhưng chưa có bất kỳ một bên nào muốn hướng tới cả. Zay là vị tướng ưu tiên của JT, cũng khá là giống cách chọn của Weibo ở trong 9 ván thi đấu trước đó. Nhưng mà liệu rằng JT tự cấm đi cho mình con bài Vardot thì họ sẽ dùng vị tướng nào để trám lại cái vị tướng mà chính trước đó Weibo Gaming đã dùng để thắng họ đây. Trong khi đó thì hai đội này chắc là đổi bài à, chắc với nhau swap tướng cho nhau chơi à. Đấy, xong rồi giờ Vardot khóa vào này. Không, Vardot bị cấm rồi, JT họ tự cấm rồi. Bây giờ họ phải tìm ra một cái con tướng khác đi chơi thôi, để có thể phối hợp được với một cái đội hình cứu rỉa máu từ xa. Thì liệu rằng vị tướng nào đây? Nhưng mà JT đang có một cái hướng suy nghĩ có vẻ như hơi khác thì phải, họ đang hướng đến Renekton trước. Hiện tại vẫn còn Corki, một trong những vị tướng đã bị cấm ở trong trận thi đấu trước, trận thi đấu này đã được hở. Và trong khi đó chúng ta cũng có phải kể đến là Sena thì vẫn còn trong đội hình. Vì vậy vẫn đang là rất ý đồ đến từ cả hai bên. Và Rayton được ưu tiên lựa chọn trước đến từ bên phía của J-Team. Họ đã có được cái dàn tuyến trước của mình với Nautilus và Rayton rồi. Dàn sau với con bài Jace thì sẽ là một vị tướng được kiểu như kiểu bỏ ngỏ và để chờ xem đội hình đối phương ban pick như thế nào. Thì Jace sẽ là vị tướng được quyết định là ở đường rừng hay là đường giữa dành cho bên phía của JG. Garen được chọn dành cho Weibo Gaming. Họ đang có những cái yếu tố khá là giống với ván thi đấu trước. Cũng có một vị tướng cứu rỉa, cũng có một cái dàn trắng phía trước đầy đủ an toàn, nhưng mà họ thiếu thêm một vị tướng cứu rỉa nữa để có thể cụ thể hóa cái lượng sát thương mà Zoe có thể dùng được. Vị tướng tiếp theo mà Weibo Gaming họ cấm đi lại là Khazik, có tướng mà tôi nghĩ chính bản thân họ cũng khá là phù hợp với cái đội hình như thế này thì họ lại cấm đi, điều khá là bất ngờ. Trong khi đó bên phía bên kia thì J-Team họ cấm đi Z. Weibo Gaming là muốn hướng đến con Olaf đi rừng ở trong trận thi đấu này hay sao đây? Khi mà họ đã có, tức là đội hình của Weibo Gaming ấy, trận này họ có thể chơi theo dạng kiểu nhất pháp sư và tứ nô. Tức là họ chỉ cần một con Zui ở trong đội hình để tạo những thứ bóng ngủ thôi. Còn tứ nô trong đội hình của họ sẽ vừa trâu lại còn vừa nhiều đam nữa. Cấm thêm cả Ngộ Không thì Olaf hoặc là Lee Sin là hai vị tướng rất hợp trong đội hình này dành cho bên phía của Weibo Gaming. Hoặc là Riven, nếu như đã chọn Garen rồi thì cần có thêm con Riven nữa để có thêm cái lượng CC cứng. Nó sẽ là hoàn hảo hơn với những gì mà bên phía Weibo Gaming đang có. Trong khi đó J-Team họ cấm tiếp một vị tướng, đó là Akali à. Thì tôi đang nghĩ rằng J-Team muốn đánh xạ thủ thuần, nhưng mà con xạ thủ thuần của họ muốn chọn sẽ là con gì đây? Cherry hay là Ash, hay là một trong hai con tướng này? Trong khi đó thì Weibo Gaming bên phía bên kia thì đang giang tay đón nhận thêm một vị tướng sát thủ, xạ thủ về cuối trận rất mạnh nữa, sẽ là Corki. Với Corki thì đội hình của họ sẽ bớt phiêu lưu hơn. Họ vẫn có một dàn chống chịu để cho Corki được chơi rồi, và họ vẫn sẽ có được lượng sát thương được kéo về lết với con bài Corki này. Và qua đó thì hở ra Aatrox dành cho bên phía của đối phương. Với Aatrox này thì JC sẽ được xoay ra vị trí đi đường Yumi đơn không? Xoay ra vị trí đường đơn. Yumi có Nautilus rồi thì Yumi sẽ là hơi thừa nhá. Được, nếu như mà như vậy là Ash cũng hay đấy, nhưng mà nó chưa tôi thấy không hay, tại vì là nếu như Ash ấy, thì sẽ là hợp lý nếu như có Galio hoặc là có Gragas. Còn nếu như có Nautilus rồi thì Ash sẽ là đi support và đi roam. Thì Nautilus đẩy lính được cực kỳ chậm ở cái cánh đường đơn của bên phía J-Team luôn. J-Team đang suy nghĩ, vẫn là một tuần thi đấu tôi nghĩ là thử bài đến từ J-Team. Vec một con tướng khá thú vị. Một con tướng mà biến mất khỏi meta vô cùng lâu rồi. Trước đây thì nó được dùng khá là nhiều vị trí đường rồng, khả năng đẩy đường rất là tốt, khả năng khống chế cực kỳ hiệu quả luôn. Và đặc biệt khả năng xúc đàm của con tướng này gần như là không có bất kỳ một con tướng pháp sư nào ở khu vực đường rồng có thể so sánh được cả. Kể cả là Zoe vào lúc này tôi nghĩ là xúc đàm cũng sẽ không thể nào ghê bằng so với Vec nếu như mà dùng được đủ cái đường, đủ cái chuỗi combo của Vec một cách chính xác á, thì cái lượng sát thương đầu ra của Vec nó vẫn sẽ là nhỉnh hơn. Nhưng mà đâu đó thì Vec ở trong trận thi đấu này cũng cần phải hết sức cẩn trọng ở trong những tình huống bay vào với chiêu cuối của mình. Tại vì đội hình bên phía đối phương thì có rất nhiều những vị tướng mà có thể gọi là kiểu counter vào con bài Vec này ấy. Kiểu như là ví dụ như anh ta có bay vào Olaf đi thì Olaf sẽ kháng hiệu khống chế và sẽ không bị hoảng sợ bởi những bộ combo của anh ta. Hoặc là nếu như Garen sẽ sẵn sàng tung ra một cú cắm kiếm để khiến cho nhịp combo của Vec sẽ bị cầm lặng và bị ngắt đi. Và khi anh ta bị cầm lặng ở trong giao tranh rồi thì cũng sẽ không thể bấm được đồng hồ cát và cũng sẽ rất là nguy hiểm. Có lẽ Vec trong trận thi đấu này sẽ đóng vai trò là dứt điểm mục tiêu thì sẽ là hợp lý dành cho đội hình của J-Team.
Đúng vậy, chắc chắn là anh ta sẽ không muốn vào trước ở trong những pha giao tranh. Mà với một cái dàn tướng cứng cáp, những người đồng đội anh ta đã chọn, thì những người đồng đội đó sẽ làm nhiệm vụ khai mào những cái pha combat lớn, và anh ta sẽ phải timing, đặc biệt là nhắm thẳng một vị trí của Zoe bên phía bên kia. Khi mà Zoe giật ngược trở lại sau cái cổng không gian của mình, thì Vex hoàn toàn có thể đi theo bằng chiêu cuối của mình và tạo ra một cái pha đột nhập vào hàng sau đối phương bất ngờ được. Chính xác. Đâu đó thì hoàn toàn đồng ý với vấn đề là Vex hoàn toàn có thể counter được vào tình huống lặn vòng xuyên thấu của Zoe, khi mà anh ta cần chỉ thẳng vào cái đường bay của đối phương thôi là có thể counter được, và khi sốc sát thương vào vị trí của Zoe cũng với tốc độ là cực kỳ nhanh để khiến cho cái thời gian hoạt động của bóng ngủ nó chưa kịp phát huy tác dụng thì Zoe hoàn toàn có thể phải lên bảng điểm số. Nhưng đó là về mặt lý thuyết. Ít nhất là chúng ta đang nhìn thấy là đội hình của cả hai bên đều có rất nhiều những hiệu khống chế, đặc biệt là bên phía của dây team với Nautilus ở trong đội hình, kết hợp với Vex, kết hợp với cả Aatrox ở vị trí đi rừng, thì họ sẽ có 3 vị tướng có thể gây ra một chuỗi CC ở trong giao tranh. Dạ, khu vực đường giữa là một kèo đấu tương đối truyền thống giữa Corki cũng như Corki vừa mới bị kèo trúng xong và bay màu cực kỳ nhanh, lại thêm một sai lầm cá nhân nữa đến từ Weibo Gaming. Và lần này không phải là Pan mà là Faye. Trong khi đó khu vực trên thì YCK cũng đang gặp khá nhiều áp lực đến từ chú cá sấu của Đo. Đo đang đánh rất tốt ở giai đoạn đi đường. Lắc người rất nhẹ nhàng từ Wake Up. Wake Up vẫn là thành viên tỉnh táo nhất ở trong đội Weibo Gaming. Chính xác, anh ta vẫn đang thoát được một pha thi đấu phải nói rằng vô cùng nguy hiểm ở trong tình huống vừa rồi. Nếu như bị móc trúng thì chắc chắn anh ta sẽ bị gõ thêm một tình huống đánh thường của Nautilus và bị giữ chân. Và những cấp độ đầu tiên này thì JC khả năng dồn đam thì khỏi phải bàn rồi, là quá tuyệt vời. Nhưng wow, Sharingan con mắt thứ 6 hay sao đây? Ghê đấy, giác quan thứ 6 của Haki quan sát của thanh niên Wake Up này không phải bình thường một chút xíu nào cả. Rõ ràng là không hề có mắt ở trong cái bụi cỏ đó hay là bụi cỏ gần bờ sông, nhưng ta vẫn đoán định được đối phương đứng đầu biển về, rất nhạy cảm, kinh nghiệm thi đấu là nhiều của Wake Up. Trong khi đó khu vực đường trên, Đo đang có một lượng nổ tốt để có thể solo bên phía bên kia, anh ta đang hơn một cấp, trao đổi chiêu thức với nhau. Và Đo rõ ràng là người sẽ chiến thắng rồi. Và DY lên đây nữa. Liệu một tình huống đánh này có là mạo hiểm hay không đây? Có lẽ là sẽ không mạo hiểm tại vì chưa có bất kỳ một động thái nào bọc lót dành cho bên phía của BYCK cả. Nhưng BYCK vẫn có khả năng hồi phục đến từ chất tướng Garen này. 0711 bắt đầu vòng sau. Wake Up cũng đã có mặt tại đây. Anh ta mới cấp độ 3 mà thôi. Nhưng dây team vẫn đang rất hết sức từ tốn để có thể lấy cho mình những lớp giáp trụ. Wake Up đi cắm một con mắt, sau đó phát hiện vị trí 0711, bổ lần 1 trượt, lần 2 cũng trượt nốt. Wake Up vẫn lùi về thành công. Pan đang gặp nguy hiểm ở khu vực ngửa dưới và sẽ là một tình huống vòng sau đến với Pan. Pan đã có cấp độ 5 rồi, anh ta có bật chiêu cuối vào mà một tình huống chiêu cuối chính xác, nhưng anh ta không còn nhiều tiền đề để băng vào trong tình huống đó nữa khi bị gõ quá đau đến từ phía Pan. JD gỡ lại điểm mà gục trong tình huống vừa rồi. Đường trên tiếp tục là 3-2 nhưng đang là phòng ngự đến từ cả BYCK cũng như là Wake Up tốc biến Q1 chính xác, trừng phạt làm chậm đối phương. Q2 có điểm hạ gục, bật chiêu cuối lên đuổi với chính Wake Up ra khỏi vấn trụ, sẽ là trụ đầu dành cho dây tìm rồi. Chi trong khi đó thì cái lý do mà hồi nãy Chi đây chính là lý do, nhưng lần này thì chỉ có thể nói đó là anh ta ứng nhầm nút mà thôi. Một pha ứng nhầm nút rất rõ ràng đến từ Chi. Hồi nãy cái lý do mà tại sao chàng trai khu vực đường rồng từ bên phía dây team lại không dùng chiêu cuối của mình kích hoạt, nó có hai lý do. Một là anh ta không đủ năng lượng, một lát sau mana của anh ta hồi lại, anh ta đủ năng lượng nhưng lúc đó anh ta biết là đối phương lại có cho mình đồng hồ ngưng động, thế là anh ta lại không bay vào. Và đó là lý do tại sao mà anh ta không thoát được ở trong cái tình huống đai trụ của đối phương. Rồi, và thời điểm này thì Pan sẽ được luân chuyển ra khu vực giữa. Anh ta đã có một turn gọi là khởi đầu trận đấu, phải nói rằng rất nhọc nhằn khi bị can thiệp bởi những thành viên bên phía đối phương ở giai đoạn đầu tiên. Nhưng có thể đó sẽ là một tình huống mà Pan cũng sẽ hài lòng, tại vì cánh trên đến từ dây team thì lại làm quá tốt. 4 điểm hạ gục và 3 lớp giáp trụ là những gì mà họ làm được ở khu vực cánh trên, gỡ gạc lại toàn bộ lợi thế giúp cho dây team vẫn đang dẫn dắt về mặt lượng tiền. Và tiếp tục là Đo 18 đánh thẳng vào người chơi có cái tôi cao nhất bên đội hình của Weibo Gaming lần thứ hai. BYCK đã ôm mặt ở trong tình huống vừa rồi. Hơi bực rồi, tôi mới vừa nhìn rất kỹ cái màn hình cam của BYCK. Cay phết. Và có vẻ như cái sự cay nó hơn cái cấp độ 9 của Misasin rồi. Đây là Yeezy với những thông số của anh ta 201, vẫn là những thông số khá cao của Yeezy. Cho dù trận đấu nó có như thế nào nữa, JG vẫn là một trong những người chơi xuất sắc nhất từ bên phía J-Team. Phong độ ta rất là ổn định, kể cả là ván thi đấu trước đó. Cho dù J-Team thua nhưng mà con Z của JG chính là cái điểm sáng lớn nhất ở trong đội tuyển J-Team này. Và bỏ qua ván đấu đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy bên phía J-Team có một tình gọi là động thái bắt nhịp trận đấu ở trong ván đấu thứ hai này rất nhanh. Còn đây thì sao đây, JG đang có một sự hậu thuẫn của Wake Up ở phía sau nên ta đang tự tin tấn công thẳng vào vị trí của JG.
Yeji một nửa cây máu, nhưng anh ta cũng gọi cả DY, gọi cả Pan. Ôi chà. Có tình huống bóng đêm đoạt mệnh ở đây hay không đây? Quyết định là chưa. Nhưng 0711 đã lộ tầm nhìn ở đây rồi. Và Wake Up có thùng rượu nổ, tấn công tình huống này sẽ là rất mạo hiểm dành cho bên phía của dây tìm. Hơi khó, không có lính để họ đầy trụ được. Và như vậy là pha tấn công này sẽ bị tạm hoãn. Không được trên thì sao? Một cái động thái nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Cho dù là có hai người nhưng mà Weibo Gaming họ chủ tâm, họ chú tâm đến việc là sẽ kiểm soát xí giải nhiều hơn là muốn tấn công vào đầu 128. Nhưng nếu như họ không tấn công đầu 128 thì đầu 128 sẽ ra tìm họ và ngăn cái nhịp họ đang ăn con xí giải này. Trong khi đó không được dưới 071 dễ dàng trừng phạt được con rồng thành công. Nhưng sau đó cái giá phải trả là gì đây? Yeji đã bị tấn công, Yeji không về được. Gói hàng của Fay tung ra. Một mạng dành cho Corki. Trong khi đó thì nửa trên bản đồ Weibo Gaming vẫn đang chưa ăn được con sứ giả này. Và bây giờ họ mới cuộn đội hình đến với giao tranh. Còn đội hình của bên phía dây team thì đang nhấp nhả ở đây thôi. Tốc biến lên sử dụng chiêu cuối chính xác vào vị trí của Wake Up. Đơn giản là Wake Up lăn về với lăn bụng mà thôi. Nhìn cái pha phối hợp nhìn nó có vẻ là khá là kín kẽ đấy, nhưng mà thật ra lại không hề không hề là quá khó khăn lắm như cho Wake Up, khi mà anh ta là một con Ragaz rất dễ dàng người ta lăn bụng về phía sau. Trong khi đó đây là một tình huống đánh giao tranh 4 người, thậm chí nó không còn được là 4 người đến với Weibo nữa. Họ bị bắn cầu sống quá đầu, quay ngược trở lại từ ban. Ban chưa giữ chân được bất kỳ ai cả. Nhưng mục tiêu chính của dây team chỉ là muốn kiểm soát sứ giả mà thôi, và họ đã thành công rồi. Vậy là dây team hoàn toàn chiến thắng ở trong cuộc chiến kiểm soát mục tiêu này. Còn bên phía Weibo Gaming thì họ tạo tiền đề lớn nhất để cho Corki trong đội hình có được một khoảng trống để farm và có được những điểm hạ gục. Cắm kiếm, BYCK vẫn cay vị trí của Dom 28 nhưng chưa có được điểm hạ gục. Phan thì sao đây? Phan có một tiếng vòng sâu, tốc biến lên và bổ. Wow, Dom 28 đã quá chủ quan ở trong tình huống vừa rồi. Windows shopping một chút, anh ta cũng không có mắt đằng sau lưng của mình để có thể phát hiện được đối phương. Và đó một tình huống xử lý gọn gàng cần thiết đến từ Fan để gỡ lại phần nào đó với mặt tâm lý cho đồng đội của mình sau những pha giao tranh vừa qua, khi mà J-Team đang liên tục chiến thắng ở những tình huống kiểm soát mục tiêu quan trọng. Ở khu vực đường dưới thì trụ của J-Team không còn quá nhiều, nhưng trụ đường giữa của đối phương sẽ mất thậm chí còn sớm hơn khi bây giờ họ thả xí giả ra và Pan cùng với DY nhẹ nhàng lấy đi cái trụ một của đối phương. Rồi, và vẫn đang cố gắng phòng ngự đó vị trí của Chi. Nhưng tốc độ không phải là quá nhanh, vì dù lượng sát thương của vị tướng này cũng không phải là quá rộng để có thể có tốc độ để lính được tốt như là Zik ở trong cái thế trận vừa rồi. Trụ được lấy rất sớm đến từ bên phía của dây team, họ tận dụng quá tốt cái lợi thế giai đoạn đầu game này. Rồng đầu, trụ đầu, sứ giả đầu và dẫn dắt về cả lượng mạng hạ gục nữa. 3.500 tiền đã được giãn cách ra dành cho bên phía của dây team rồi. Weibo đang bỏ tất cả mọi nguồn tài nguyên để giúp cho Corki có được thế farm là xanh nhất có thể thì phải. Đây là một cái thế trận nó hơi khó đoán cho nên chúng ta. Cho dù đồng ý là bên phía của J-Team đang có rất nhiều lợi thế, nhưng bên phía bên kia thật ra là cái tiền đề để họ hướng tới cuối game nó không phải là quá tệ. Họ có một con Corki vẫn chưa phải là quá thọt. Họ có Garen để có thể khoảng đầy khu vực đường dưới. Một pha kiệt sức vào người bên phía bên kia, Yeji giữ chân lại chiêu cuối tuyệt vời từ Quế Âm. Và một điểm hạ gục được gỡ dành cho Weibo. Rồi, Weibo vẫn đang đánh với đúng điều kiện thắng của họ thôi. Đó là họ đang giúp cho Faye có được nhiều điểm hạ gục nhất có thể. Hai pha liên tiếp mà đội hình của Weibo Gaming giúp cho Corki của Yeji có được điểm hạ gục rồi. À không, chính xác hơn là Corki trong tay của Faye có điểm hạ gục rồi. Trong khi đó thì đội hình của J-Team vẫn đang chia đội hình ra để kiểm soát tài nguyên trên toàn bản đồ. Và Faye đang là người có lượng tiền cao nhất ở trên map ở tình huống này với 7.300 tiền. Anh ta bị tấn công đến từ bên phía của 0711, đầu tư tất cả tốc biến để thoát về một cách an toàn. Hợp lý, đầu tư một cách hợp lý rồi. Anh ta chỉ cần chậm một nhịp ở trong tình huống đó và bị 0711 ngắt một giây thôi, chắc chắn sau đó ta sẽ dính cái chuỗi CC rất lâu của Nautilus. Tạm thời thì cả hai đội vẫn đang chia nửa bản đồ ra để đánh một cách hết sức là trực quan. Nếu như là J-Team thì ở khu vực nửa dưới của họ đang đẩy liên tục, ở khu vực đường trên là dành cho Weibo Gaming. Nhưng mà cái góc đẩy của họ nó không quá vượt trội, bởi vì cái vị tướng đẩy lẹ đang thua rất là nhiều so với vị tướng đẩy lẹ của J-Team. Rekton đang hoàn toàn thắng thế trong kèo đẩy lẹ trước Garen bên phía bên kia. Và cũng một phần nữa là Weibo đã mất cái dàn trụ ngoài ở cả đường giữa và đường trên rồi. Thế cho nên những động thái đẩy đường của họ cũng cần phải hết sức đề phòng. Thậm chí là cả đường dưới, khi mà Faye vẫn còn cái trụ để có thể dựa lưng thì anh ta cũng cần phải hết sức cẩn trọng, vì anh ta đã mất tình huống tốc biến ở trong pha thi đấu trước đó. Nếu như Corki bị nằm lại ở trong trận thi đấu này thì điều kiện thắng của Weibo Gaming sẽ bị giảm đi. Vì vậy Faye đang phải đánh cho cả 4 thành viên còn lại luôn. Và 4 thành viên còn lại cũng đang làm là 4 vệ tinh hỗ trợ đắc lực dành cho Faye. Faye đã có toàn bộ được cái trụ ở khu vực nửa dưới của bản đồ và có thể set up một tình huống ganh vào vị trí đo 128 ở đây. Nhưng liệu Wake Up đã bị phát hiện hay chưa? Faye, Fan, Chi cùng với Wake Up đều đã bị phát hiện. Đo vừa mới tiến vào buổi xong. Và bên phía Weibo không muốn tốn thêm thời gian nữa. Họ cần phải suy nghĩ
chia người đẩy khu vực đường trên. Sau khi thấy là Jay-Z cũng đang di chuyển khu vực đường trên và đẩy khá là áp lực vào phía phần sân trụ 2 của họ rồi. DY cùng với Wake Up, nhiệm vụ nãy giờ của họ không phải là mở ra những pha tấn công, chỉ là đi cắm mắt và kiểm soát xung quanh những mục tiêu mà thôi. Cái cách mà bên phía WeWork Gaming đang giữ nhịp độ trận đấu cũng phải nói rằng rất đáng khen, khi mà họ vẫn đang khiến cho bên phía của Jay Team bế tắc trong những nhịp ép giao tranh. Một tình huống móc được thành công ở vị trí của Phan, ngay lập tức Phan bật chiều cuối và một tình huống trả ngược giao tranh. Wow. Thùng rượu nổ bị outplay bởi đồng hồ ngưng động và sau đó là rút lui, khiến cho nhịp giao tranh này cũng không thể được tiếp diễn để Jay Team có thể tràn lên và hạ gục các mục tiêu bên phía của Weibo nữa. Phản ứng rất nhanh nhạy, nếu như không ứng đồng hồ kịp thời ở trong pha thi đấu vừa rồi thì DY rất có thể đã phải nằm xuống và tạo ra một cái bất lợi về người dành cho Jay Team. Lúc này thì cả hai đội vừa mới mua sắm trang bị xong, đây là cái cược sức mạnh mạnh nhất của hai đội vào lúc này. Nhưng Chi một pha combo tương đối là mạo hiểm, anh ta mất đi 1/4 cây máu của mình để làm combo vừa rồi. Còn bây giờ thì Jay Team đang là đội chiếm ưu thế hơn khi mà DY đang đứng ở cái khu vực rất là dễ để anh ta tạo áp lực dành cho Weibo. Bất kỳ ai muốn ra cắm mắt ngược trở lại thì đều phải suy nghĩ tới một cú kéo của DY. Tôi đang rất muốn nhìn đồ của Cocky. Bên phía của Jay Team thì đã câu đủ thời gian để cho FaZe mất cho mình cái gói hàng nâng cấp rồi. Nhưng quan trọng là FaZe đã đủ đồ để đánh trong tình huống này chưa? Chúng ta chưa được nhìn bật tấn cáo xấu lên tấn công thẳng vào vị trí của FaZe với con bài Cocky. Cocky đã mất cho mình có thảm lửa, anh ta không sử dụng thảm lửa trong tình huống vừa rồi. Double 8 đã bị out chỉ ở trong tình huống vừa rồi, nhưng bây giờ mới là thảm lửa. FaZe vẫn còn sống sót và thoát đi được. 0711 đang bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu khác yếu máu đến từ Weibo Gaming. Mặc dù FaZe không bị hạ gục nhưng đội hình của Weibo đang là rất thấp máu, cầm kiếm vào Double 8 đó là BYCK. BYCK vẫy cay người chơi đứng trên của đối phương. Con rồng được ăn thành công dành cho bên phía của Weibo Gaming đã là một thành công rồi. Đúng vậy, Weibo Gaming đã tận dụng rất tốt cái khoảng thời gian mà người chơi đường giữa của họ có thể câu kéo được với con Cocky của mình. Thậm chí là ta còn không bị nằm xuống ở trong cái pha thi đấu vừa rồi, rút về an toàn nữa cơ. Thậm chí là sau khi ăn được con rồng, ngay lập tức họ tiến ra và ăn sứ giả. Wow, rất hiệu quả về mặt thời gian. Ăn được luôn cả sứ giả, hai mục tiêu lớn đều được bên phía Weibo giữ lại. Phải nói rằng FaZe trong tình huống vừa rồi rất là bình tĩnh luôn. Tại vì anh ta biết rằng đối phương sẽ có một cái cắt và sắt, nên anh chờ đối phương cắt lên rồi sắt xuống, anh ta mới thảm lửa quay ngược trở về rồi tốc biến thoát đi. Phải nói rằng tình huống xử lý vừa rồi Cocky của FaZe đã khiến cho Dom 128 với con cá sấu hơi bị quê một chút ở trong tình huống móc đắt vào chủ lực của đối phương. Khá hay, và xử lý rất hay đó đã khiến cho bên phía của Jay Team thọt rất nhiều sau tình huống giao tranh vừa qua. Khu vực đường trên thì sao, BYCK vẫn đang phải cố gắng phòng ngự. Cái sức ép đến từ bên phía bên kia dành cho con Garen của BYCK từ đầu trận đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi, anh ta vẫn chưa nào thế nào mà có thể dõng dạc tuyên bố là mình có quay trở lại mạnh mẽ trong ván thi đấu này được. Trong khi đó Jay Team họ đang bắt đầu cần phải cân nhắc nha, cho dù là lượng tiền của họ vẫn đang hơn bên phía đối phương. Nhưng cái vấn đề ở đây nhà nói con Cocky, con Cocky của FaZe đang mạnh lên từng phút một. Sẽ có hai món trang bị rất quan trọng dành cho đội hình của Weibo Gaming. Đầu tiên là cái quyền trượng ác thần trong tay của FaZe. Qua đó thì anh ta sẽ có lượng sát thương chuẩn để có thể bào qua lượng máu của dàn chống chịu rất là cứng cáp đến từ bộ ba con tướng Nautilus, cá sấu và Aatrox đến từ bên phía của Jay Team. Và thứ hai là món trang bị giảm khả năng hồi phục. Thì giảm khả năng hồi phục bây giờ mới chỉ đến từ một cái ngọc quên lãng trong tay của Chi mà thôi. Thì khả năng giảm khả năng hồi phục đến từ Weibo Gaming đang thực sự là không đáng kể. Và đây là một tình huống dồn sát thương và vị trí người chơi hỗ trợ Wake Up, nhưng Wake Up đang là rất cứng cáp. Chiều cuối đã chính xác nhưng lỗi là chúng vào vị trí của Olaf nên Olaf vẫn thoát đi được. 0711 cuối cùng cũng bổ thành công được Wake Up, sau đó tìm vào vị trí của Phan, muốn bổ vào Phan, FaZe mất cho mình cái thảm lửa để thoát về. Cuối cùng thì Jay Team cũng đã gỡ được lại một điểm hạ gục sau rất nhiều những tình huống ép giao tranh với đối phương. Một cái góc đánh khá là hẹp, một góc đánh khá là hẹp của Weibo Gaming, khi mà rõ ràng góc vừa rồi thì FaZe không có một cái điều kiện tốt nhất để hệ xả được sát thương của mình. Thả sĩ giả ở khu vực đường giữa còn khoảng 750 máu của trụ đường giữa, nhưng nó vẫn sẽ an toàn mà thôi. Những đợt lính tiếp theo nó còn ở khá xa các thành viên của Weibo Gaming. Chúng ta thấy rằng cái tình huống đó thì Ragaz ở trong, khoan, đây một tình huống khác ở khu vực đường giữa thì phải dính vào móng ngủ, nhưng DY vẫn kéo vào tường để có thể về được. Đội hình của Weibo vẫn đang giữ lượng tiền ở trong cái ngưỡng chấp nhận được với họ. Đầu tiên là mục tiêu về rồng đã, thì họ đang không thua về mặt rồng của đối phương cân bằng. Và về mặt lượng tiền thì họ vẫn đang có FaZe với con bài Cocky bám đuổi sát nút lượng tiền so với con Aatrox trong tay của 0711. Đó là hai dấu hiệu mà khiến cho giai đoạn late của Weibo Gaming vẫn đang được đảm bảo và an toàn. Nhưng câu chuyện là hãy cùng chờ xem khả năng bảo kê đến từ bên phía Weibo Gaming thì chỉ có duy nhất là Wake Up thôi. Mà Jay Team đã bắt đầu cảm giác như là họ không ngại dồn đa vào vị trí của Wake Up rồi. Và nếu như Wake Up phải nằm thì sẽ không có quá nhiều tiền để cho Cocky được bắn dài hơi trong giao tranh. Một pha giao tranh phải thật dài hơi và thật nhiều tiền để Cocky được bắn mới là thứ mà Weibo Gaming có thể mang về chiến thắng.
liệu rằng có một pha giao tranh lý tưởng như vậy dành cho họ hay không? Khi mà giờ phút này thì cái dàn trắng phía trước từ bên phía của J-Team cũng đã rất cứng cáp rồi. Reston, Atrox cùng với JC đủ sức để có thể càn quét vào sâu ở trong đội hình của Weibo Gaming và tìm kiếm được phay trong những pha giao tranh. Ở khu vực đường đẩy lẻ cũng là một cái vấn đề khác khi mà như đã nói. Khoan đã, đây một thú muốn làm gì à? Muốn mở giao tranh của mình lên. Không tìm được ai cả. Nhưng mặc dù không tìm được ai, nhưng anh ta vẫn có một pha thi đấu phải nói là hết sức chủ động mỗi khi anh ta hồi được cho mình các thủ tục đồ. Nhưng đây là một tình huống vòng sau đến từ BICK bị phát hiện ra đến từ đầu 1-2-8 và vẫn đang rất rền rứ ở đây. Cả hai bên đều đang muốn đánh bất ngờ và đánh trực diện với bên phía đối phương, nhưng chưa có bất kỳ một chiêu thức hiệu khống chế nào được chính xác để giữ chân người chơi đối phương lại cả. Đầu 18 vẫn đang khó chịu, bây giờ móc vào thành công vị trí Wake Up, tấn công vào Wake Up. Thùng rượu nổ vừa rồi hơi đáng tiếc, không chính bất kỳ một ai, nhưng vẫn đang tạo tiền đề. Chiêu cuối được hất lên vào vị trí của Olaf, nhưng Olaf vẫn còn cái tận thế Ragnarok. Bắt đầu cản được ra, Wake Up vẫn có một tiếng lăn bụng. Đầu 18 đứng đầu, mất đồng hồ ngưng động. Bóng tối chính xác ở vị trí của Fay, nhưng chưa dám lao vào, đó là vị trí của Pan. Anh ta vẫn phải lùi về mà thôi. Chiêu cuối chính xác của Pan đã gây áp lực đủ nhiều để cho Weibo Gaming không dám đuổi theo người đồng đội vừa dính cái bong bóng ngủ của anh ta từ trước đó. Nếu như không có cú chiêu cuối đó thì tôi nghĩ rằng Weibo Gaming đã ùa lên và có thể là có được từ 2 đến 3 điểm hạ gục liên tục từ bên phía của J-Team rồi. Weibo Gaming vẫn đang đánh rất hay, cho dù bị đối phương dẫn 4.000 tiền nhưng họ đang giải quyết từng pha giao tranh một cách hết sức là bình tĩnh, chưa hề thấy cái dấu hiệu rung rẩy nào đến từ Weibo Gaming cả. Và Corky thì cũng đã hoàn thành xong 3 đồ. Một trong những điều kiện thắng mà tôi đã nói đến đó là quyền trợ ác thần thì đã lên thành công. Thậm chí bạn anh này anh ta còn không lên cho mình cái lưỡi hái linh hồn, mà anh ta lên cho mình đó là cái thần kiếm. Lên cho mình thần kiếm, đúng, để cho lượng sát thương của anh ta được tối ưu hơn. Và anh ta sẽ xác định là người bào tanh chính ở trong đội hình của Weibo Gaming. Với Muna Mana thì anh ta có thể xả những cái chiều cuối của mình liên tục để cấu điểm máu đối phương từ xa tốt hơn. Phòng đường dưới thì BICK vẫn đang chơi đùa với lại Đo 128, nhưng lần này anh ta đang gọi hội và gọi thêm hai người nữa. Work up cùng với BICK bên phía bên kia gọi còn đông hơn. Thậm chí là có cái DY nữa thì là sẽ là 4 người. Ồ, nhưng pha này là lỗ dành cho Weibo Gaming rồi. Đường giữa. Chính xác, tại vì đường giữa đang là đẩy cật lực đến từ bên phía của JC và sử dụng chiêu cuối của Nautilus. Bóc được chiêu cuối đến từ bên phía của Olaf và đây sẽ là lợi thế về mặt chiêu cuối, nhưng JC đang đẩy cật lực, Fay bây giờ mới về, tốc độ di chuyển là hơi chậm và đội hình của JT đang xoay Weibo Gaming như trong chóng và bắt đầu làm khoảng sợ được vị trí của Wake Up, nhưng Wake Up vẫn có khả năng chống chịu một tình huống sát thương đến từ bên phía của Zui khiến cho vị trí của Pan lên bảng điểm số, tốc độ là cực kỳ nhanh. Thủ diện nổ sẽ tan đội hình của JT ra, đồng hồ ngưng động vẫn còn dành cho bên phía Zui để có thể outplay được tình huống vừa rồi. 0711 bổ toàn vào đất thôi, không bổ chúng bất kỳ ai bên phía của Weibo Gaming cả, chỉ nhặt được cho mình cái tốc biến, anh ta tự tin hơn cả để có thể quay ngược trở lại sản sát thương. Fay đến với giao tranh, bật súng liên thanh để bắn vào ba thành viên còn lại của JT, còn rồng sẽ được gỡ gạc lại dành cho Weibo. Wow, một tình huống giao tranh rất bất ngờ Weibo, khi mà cứ tưởng rằng họ cực kỳ lỗ sau tình huống macro tốt của J-Team, nhưng không, một pha giao tranh nổ ra bất ngờ xung quanh hàng rồng đã khiến cho bên phía của J-Team thiệt hại vô cùng nhiều thành viên của mình. Họ cũng chưa đẩy được cái trụ thứ nhất ở đường giữa. Nếu như họ đẩy được cái trụ thứ nhất ở đường giữa thì tôi nghĩ rằng họ mất con rồng và để hai thành viên nằm xuống, tôi nghĩ là cái giá nó cũng không phải là quá tệ. Nhưng đây là một cái tình huống mà chúng ta có thể thấy được Ban lao vào. Ui, nhưng mà anh ta còn chưa kịp lao vào thì cái lượng sát thương của Chi trả ngược trở lại nó khủng khiếp đến mức nào. Chiêu cuối cũng khá đẹp mắt đến từ Work Up để có thể chia cắt đội hình bên phía đối phương và tạo khoảng trống dành cho Chi cùng với Fay có thể chơi được ở trong pha giao tranh này. Ít nhất là bên phía của Evo mình cũng đã tạo được, chọn được ra một phương án đánh đáp trả rất nhanh chóng với động thái đẩy lẻ đến từ bên phía của JC trong tình huống đó ở khu vực đường giữa. Và pha thi đấu vừa rồi thì đường giữa vẫn chưa bị mất đi, bên phía Weibo Gaming lại lấy được một điểm hạ gục cực kỳ quan trọng và lấy được con rồng thứ hai của trận thi đấu. Ngay lúc 6% về mặt lượng sát thương được cộng vào đội hình của Weibo Gaming, những tình huống cấu máu của Zui thời điểm này sẽ là vô cùng chất lượng và khả năng xả đam đến từ Corky, sát thương chủ lực trong đội hình Weibo Gaming, cũng là rất đáng sợ với đội hình của J-Team. Chúng ta đang tiến đến thời khắc chấm nửa của giai đoạn sau trận đấu rồi. Đây là giai đoạn sau của trận đấu. Và đặc biệt là lúc này thì những vị tướng gây nhiều sát thương, vị tướng sát thương chủ lực từ trong đội hình của Weibo Gaming đang thực sự là mạnh hơn hẳn so với là J-Team. Đã thấy lượng sát thương đầu ra của Ban, nếu như người ta không chịu lao vào thì nó cũng không phải là quá tuyệt đối. Trong khi đó bên phía bên kia, những combo của Chi nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Wake Up đang bị bắt lại, Wake Up đang bị đối phương dồn khá nhiều chiêu vào, nhưng Wake Up vẫn đang đứng vững. Trong khi đó Đo 128 bực thần cả sau của mình lên, vẫn chưa tìm được bất kỳ ai cả. Ta bắt được một người, nhưng bên phía bên kia không có góc để chạy. Ở đồng hồ ngưng động của mình bay vào, cướp được cho mình đó là cái giáp thiên thần của đối phương, nhưng đó chỉ là giáp thiên thần mà thôi. BYCK vẫn sẽ sống sót được.
đội hình của Weibo Gaming vẫn đang giữ cự ly đội hình một cách rất tốt khi mà hai chủ lực của họ thì vẫn đang đứng ở một hàng rất sau. Còn những người được đưa mặt ra để chống những tình huống chiêu thức của đối phương thì lại là những Olaf, lại là những Gragas có khả năng hồi phục và có khả năng kháng hiệu khống chế. Sự chặt chẽ về mặt đội hình đã giúp cho Weibo Gaming lui và bảo kê cho nhau lùi về một cách rất an toàn để cho pha thi đấu vừa rồi. Đến ba thành viên bên phía của dây team đã biến về ở trong tình huống này. Vì vậy quyền kiểm soát con rồng này sẽ hoàn toàn nghiêng về bên phía Weibo. Họ biến về cũng có một cái điều tốt. Thứ nhất là họ có thể mua cái giáp tinh thần và thêm bổ sung thêm cho mình những cái đồng hồ ngưng động. Và quan trọng hơn hết là họ vẫn còn có những con mắt từ trước đó để biết đối phương có muốn ăn rồng hay không. À, bên phía kia ra thì Weibo Gaming cũng chỉ có thể ăn được con cua thật nhanh để giữ lại tầm nhìn mà thôi. Cũng chưa có lấy được quá nhiều cái lợi thế ở trong cái tình huống biến về của đối phương vừa rồi. 6 điểm hai gục chia đều dành cho bộ đội, 4.000 tiền chênh lệch dành cho JT, một trận đấu đang cực kỳ căng thẳng. Nhưng nếu như nhìn lính khoan đã đi hoài, có một pha xử lý tốt, bắt được Wake Up nằm xuống ngay lập tức. Anh ta đã quá chủ quan, chiều cuối không trúng ai cả từ bàn, rất may mắn dành cho fan trong pha thi đấu vừa rồi. Trong khi đó góc còn lại trên bản đồ thì sao, đo 128 đang đánh tới đôi với lại Phay. Ta biết rằng nhiệm vụ của mình chỉ là để lùa Phay đi mà thôi, chứ không phải là có thể dứt điểm được con tướng này. Ngay khi mà thấy vị trí của Chi lộ mặt ở khu vực nửa trên của bản đồ thì dây team đã có một đứng rất cao đến từ DY để họ tự tin đánh ở trong tình huống đó, vì họ biết rằng sẽ là 5-4. Và đây là Chi tiếp tục lướt lên, bị bắt bởi Đo 128 có một góc đi là vô cùng khó chịu. Nhưng Pan đang bị gió sát thương, Pan vẫn còn đồng hồ ngưng động. BYCK vẫn đang xoay ở giữa đội hình đối phương, nhưng lượng sát thương trả ra là không quá nhiều vì Phay đang chưa đến với giao tranh. Bây giờ Phay mới đến giao tranh, xả sát thương vào Đo 128 ở đây. Có một tình huống bóng ngủ, nó không chính xác, đồng hồ ngưng động là rất nhiều tại đây. Và đội hình bộ đôi sát thương đến từ Weibo Gaming vẫn chưa thể chọn được mục tiêu, nhưng vẫn đang là rất nhiều người thấp máu. Nếu như đánh tiếp, Phay vẫn có thể xả sát thương ra. Chi đang chờ một tiếng hồi chiêu để lặn vòng xuyên thấu và cấu máu vào đối phương. Ít nhất là bộ đôi của Weibo Gaming vẫn đang khiến cho dây team không thể ăn được con rồng ở trong nhịp này. Đúng vậy, Phay cần thiết phải đánh hộ báo trong pha này để có thể lùa các thành viên đối phương đi và không cho được họ cơ hội để có thể kéo máu rồng và xử lý chính xác của họ. Trong khi đó Weibo Gaming, Ragaz của Weibo đã hơi chủ quan trong những tình huống đi kiểm soát tầm nhìn của mình. Và anh ta phải nhớ rằng là con Ragaz của anh ta không phải là một con tướng chống chịu quá tốt vào thời điểm này nữa rồi. Trong khi đó đối phương lại có một dàn tướng cực kỳ dày cơm. Weibo đang đứng đây, anh ta vẫn đang chờ đợi để tìm kiếm thông tin. Nhưng bắn bay tức bay vào người của anh ta, Weibo bức rất nhiều máu. Weibo không thể nào trở lại trong pha giao tranh này, đó liều chắc chắn. Rồng đang được ăn xong, đã ăn xong rồi. Đến từ JT họ có thể đánh tiếp được ở trong tình huống thi đấu này, túc biến lên. Đến từ 0711 nhưng ta chưa bắt được bất kỳ ai cả. Một người trở về dàn giáp thiên thần của mình và đang chuẩn bị nằm xuống tiếp một lần tiếp theo, đó là Phay. Phay mất rồi thì còn ai có thể gánh được Weibo Gaming ở trong ván thi đấu nữa. Sẽ là chiến thắng cân bằng một đều dành cho JT. Chính xác, dây team đã có một pha giữ người một cách rất tốt khi họ chỉ ăn mục tiêu với 3 thành viên, còn 2 thành viên còn lại sẽ ra tấn công thẳng vào sát thương chủ lực của đối phương. BYCK trận thi đấu này vẫn tiếp tục gặp rất nhiều những khó khăn và bị phong tỏa hoàn toàn đến từ bên phía của dây team. Thế trận vẫn đang diễn ra một cách rất căng thẳng, đúng với ý nghĩa của một cuộc đụng độ của hai đại diện top 4 của Trung Quốc, và tỷ số đã được cân bằng một đều dành cho bên phía của dây team.